Diệu Di tiết lộ giới tính con đầu lòng với anh Tú sau 7749 lần lộ hiên sinh nở. Cuối tháng 8 năm 2021, showbiz Việt rộ lên tin đồn Diệu Nhi đã bí mật sinh con với anh Tú. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều lần Diệu Nhi lộ vòng hai to lùm lùm, body của cô cũng thay đổi khá rõ so với trước. Im hơi lặng tiếng việc bầu bí đã lâu, mới đây trên trang cá nhân, Diệu Nhi lại bất ngờ đăng tải status chào năm cũ với nội dung như bật mí về giới tính con đầu lòng. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Tạm biệt 2021, cảm ơn bà đã đem đến cho tôi nhiều điều hú hồn, năm mới nhiều sức khỏe nhé cả nhà." Bỗng dưng nhắc đến bà nào đó trong status chào năm cũ, khiến không ít người rầm rộ nghi ngờ, phải chăng Diệu Nhi đang ngầm tiết lộ về giới tính con đầu lòng là một bé gái. Thế nhưng vẫn như 7749 lần lộ hình sinh nở trước đó, Diệu Nhi vẫn quyết giữ im lặng. Trước đó, Diệu Nhi đăng clip mặc áo oversize nhảy tưng tưng nhí nhố trên Instagram. Ngoài biểu cảm tấu hài khỏi bàn của Thánh Lầy, các thánh soi đã phát hiện vòng một của Diệu Nhi dạo này tăng size bất thường. Hội mẹ bỉm sữa còn tỏ ra thấu hiểu và cho rằng đây đích thị là dấu hiệu cho thấy Diệu Nhi thực sự đã trải qua sinh đẻ và gia nhập hội mẹ bỉm Vbiz. "Tôi chỉ để ý vòng một, mẹ bỉm sữa sẽ nhận ra", một dân mạng để lại bình luận. Rất nhiều chị em thả like đồng ý với nhận định trên. Có lẽ lúc này điều khán giả ngóng chờ nhất là lời xác nhận có tin vui từ phía Diệu Nhi và anh Tú mà thôi. Diệu Nhi và anh Tú cùng diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ, đó cũng là nơi hai diễn viên gặp gỡ quen nhau, sau đó nảy sinh tình cảm từ năm 2015. Trong 6 năm qua, Diệu Nhi và anh Tú khá kín tiếng trong chuyện riêng tư. Trong chương trình Hoán Đổi, cặp đôi lên sóng tháng 9 năm 2016, Diệu Nhi anh Tú cùng tham gia và mặc đồ đôi. Khi được MC Đại Nghĩa hỏi yêu nhau bao lâu, Diệu Nhi trả lời hơn một năm. Cũng trong chương trình, diễn viên bày tỏ tình cảm với bạn trai. "Hôm nay nhân dịp 2 phút này, tôi muốn nói lời tỏ tình với anh Tú. Tú à, thực ra em rất xúc động khi quen anh, gọi anh bằng anh thôi chứ em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Em lớn tuổi rồi và cũng không có ngoại hình, nên anh quen em, ngoài tuổi tác của em ra, anh đừng bàn tới, em sẽ lo cho anh đầy đủ." Diệu Nhi bày tỏ: "Năm nay điện thoại nào mới ra em sẽ mua cho anh, năm sau anh muốn có xe hơi, em cố gắng làm để mua cho anh. Còn tiền này, tiền thưởng trong chương trình, anh cứ cầm đi, em không cần chia, cứ quen em thôi, chuyện khác để em lo." Diễn viên tiếp tục. Trước đó ở chương trình Đàn Ông Phải Thế, anh Tú mượn lời bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Anh không ngại thể hiện tình yêu với Diệu Nhi mỗi khi có cơ hội. Khi tham gia chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ và nhận câu hỏi, mối quan hệ giữa anh và Diệu Nhi như thế nào, anh Tú trả lời: "Người yêu." Diệu Nhi, anh Tú từng công khai tương tác trên mạng xã hội và cùng nhau tham gia nhiều chương trình. Theo Diệu Nhi, anh Tú nói khá nhiều và khá công tử, sợ độ cao, tốc độ hay những trò mạo hiểm. Tuy nhiên, nữ diễn viên thích đồng nghiệp ở vẻ ngoài điển trai. Với anh Tú, ấn tượng trong lần đầu gặp là Diệu Nhi năng nổ hoạt ngôn. Năm 2017, Diệu Nhi dẫn anh Tú về quê Phan Thiết. Trong chuyến đi, anh Tú xếp hình trái tim bằng vỏ dừa sim và tỏ tình với bạn gái. Nữ diễn viên đã bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc trước sự lãng mạn của người yêu. Một năm sau, họ cùng nhau tham gia phim Thập Tam Muội của Thu Trang, Tiến Luật và có cảnh quay tình cảm. Anh Tú yêu thích Diệu Nhi ở sự vui vẻ tích cực, đó là điều được chính diễn viên Gái Nhà Lắm Chiêu chia sẻ. Diệu Nhi nói nhiều đồng nghiệp bất ngờ khi cô có người yêu điển trai, học giỏi, gia đình tử tế, trong khi bản thân không nổi bật về ngoại hình. Đổi lại, diễn viên sinh năm 1991 tự đánh giá điểm thu hút của cô là luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực để người bên cạnh thấy vui vẻ thoải mái. Năm 2019, hai diễn viên vướng nghi án chia tay vì không tương tác cùng nhau. Thời gian đó, Tiến Luật cũng chúc anh Tú thoát ế trong ngày sinh nhật anh. Tuy nhiên, cả Diệu Nhi và anh Tú đều từ chối trả lời về đời sống cá nhân, chuyện tình cảm. Giáng sinh năm đó, anh Tú có mặt tại nhà Diệu Nhi và cùng các thành viên trong gia đình bạn gái quay quần vui vẻ chụp ảnh. Đây là lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau suốt thời gian dài, nhưng cũng đủ để dập tắt tin đồn chia tay trước đó. Hai người sau này kín đáo hơn trong chuyện riêng tư, họ vẫn chia sẻ hình ảnh bên người yêu nhưng không tiết lộ mặt và danh tính. Dẫu vậy, công chúng luôn ngầm hiểu nửa kia của Diệu Nhi là anh Tú và ngược lại. Đầu năm 2020, Diệu Nhi khoe khoảnh khắc tình tứ bên người đàn ông giấu mặt trong chuyến đi Singapore. Cô viết: "Cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời là khi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có ai đó luôn bên mình." Khán giả đặt nghi vấn người đàn ông trong clip là anh Tú dựa vào chiều cao và mái tóc. Diệu Nhi từng giải thích việc cô và bạn trai hiếm khi nhắc về nhau trước công chúng. Nữ diễn viên cho biết việc hai người quay game show, trả lời phỏng vấn chung lúc mới công khai hẹn hò khiến công chúng chú ý chuyện đời tư nhiều hơn công việc. Diệu Nhi, anh Tú lo sợ chuyện đời tư lấn át sự nghiệp nên luôn năn nỉ các MC không nhắc đến tình cảm nếu hai người tham gia game show chung. Khi đó, Diệu Nhi cũng tâm sự về kế hoạch kết hôn. Nữ diễn viên thích trẻ con nhưng muốn lập gia đình sau khi ba mẹ an cư và chị gái đã lấy chồng.